Hello anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chúng ta tạo IAM user cho các bạn member trong dự án nha Thì Amazon họ mới đổi giao diện rồi nên mình sẽ làm lại cái video này nhanh thôi Các bạn vô IAM như bình thường nha Rồi Sau đó các bạn vô cho mình tab user rồi, Các bạn có thể tạo một user Tên ví dụ như là developer một đi Rồi Và chúng ta phải tích vô cái option là provide user access to console nếu không thích vào option này thì user sẽ không thể login in vào console nha các bạn. À. Rồi. À, họ có một cái option là specify user identity center để comment à, Cái option này là một cái option mới Amazon đã mới ra nha, mình sẽ làm một cái video riêng nha. Tuy nhiên chúng ta muốn tạo IAM user như từ trước đến giờ chúng ta vẫn xài, các bạn chọn cho mình là I want to create an IAM user nha, như mọi khi nhé. Chúng ta chọn là auto generate password. Rồi và chúng ta chọn là user phải thay đổi password cho lần đầu tiên nếu user này dành cho chúng ta chúng ta không cần phải tích option này nha à, nhưng mà nếu chúng ta tạo cho member của mình thì chúng ta nên chọn option này rồi chúng ta nhấn next à, chúng ta có thể add họ vô group hoặc là chúng ta copy permission từ một ai đó hoặc là chúng ta gắn policy Một cách trực tiếp được chưa rồi các bạn có thể add group nha nên tạm thời mình sẽ không add gì hết mình sẽ tạo group sau mình add sau cũng được trong trường hợp attach policy trực tiếp các bạn có thể add một số policy mà amazon họ tạo sẵn ví dụ như được power user rồi có power user access đúng không rồi Thì cái quyền này cũng khá là nhiều đủ để các bạn ấy tương tác với các chỉ số tuy nhiên các bạn ấy sẽ không có quyền à, tương tác với những dịch vụ như là iam có nghĩa là họ không thể tạo ra user khác hoặc là điều chỉnh quyền của chính mình nếu như là bạn devops hoặc là bạn team lead bạn ấy sẽ cần những cái quyền cao hơn ví dụ như là à, tạo user mới này tạo ra các cái access key để tương tác với hệ thống đúng không chúng ta có thể cho cái quyền là administrator access rồi ví dụ như administrator access à, administrator access thì nó gần như là toàn quyền nha nó chỉ có một số cái hành động mà root user mới làm được thì nó không làm được thôi gần như là full quyền rồi. mình sẽ không dùng phương án này lát không? mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo group luôn mà mình sẽ add cái user này vô group nha các bạn rồi sau đó các bạn nhấn next À, rồi chúng ta có thể add tắt ví dụ như là nem à, bạn ấy ví dụ như bạn tên Linh đi bạn tên là Linh đi à, cái tạo user và cái tạo user xong thì các bạn có thể copy cái thông tin ở đây các bạn gửi cho cái à, bạn đó qua email hoặc đơn giản các bạn download cái file CSV thôi download ở đây nha rồi à, thì mình gửi cái file này cho các bạn đó thì các bạn có thể login được nha rồi à, thì à, giả sử như mình là người nhận được cái user đó thì mình sẽ login nhưng mà trước khi login thì mình sẽ cấp quyền cho bạn này bằng cách là add vô group đã. Bây giờ chúng ta sẽ tạo group nha. Các bạn qua cái tab user group. mình tạo thử một cái group đi. Ví dụ như là developer group. Rồi. À, mình có thể add policy luôn. Hoặc là tạo các cái policy custom. Nhưng mình cảm thấy là mình dùng một số policy default của Amazon mình cũng đủ xài rồi. Mình có thể add ví dụ như power user. Rồi. Power user access này. Mình add thêm một cái quyền nữa là IAM nhưng mà read only thôi. I am read only access thôi. Rồi. Sẽ tạo group. Rồi. Trong cái group này bây giờ mình sẽ add cái anh developer hồi nãy vô nha. Mình sẽ nhấn cái cái tab user này. Mình sẽ nhấn nút add user. Rồi mình chọn anh developer 01. Mình add vô. Rồi. Bây giờ thì anh developer này đã có những cái quyền cơ bản để quy định trong cái nhóm là developer group rồi đúng không? Ta sẽ thử login với cái vai trò anh developer đó nha. Ta sẽ mở một cái tab trình duyệt mới bằng cách là mở tab private nha. Rồi, chúng ta chọn new. Incognito window đi rồi các bạn mở cái file CSV mình mới ra về hồi nãy trong đây sẽ có cái đường link để hướng dẫn các bạn login nhé rồi nó có cái login URL các bạn copy và các bạn dán vào trình duyệt sau đó điền username và password và tất nhiên là nó sẽ bắt các bạn change password ở lần đầu tiên nha rồi chúng ta nhấn sign in À, password hiện tại và password mới. Password mới các bạn có thể chọn một cái gì đó nhưng mà nếu như account của các bạn đã setting password policy các bạn không chọn những password quá đơn giản được nhé. À, mình sẽ chọn password mass policy của account của mình. Rồi, sau khi mình che nó xong thì mình đã vô được bên trong rồi nha các bạn. Và từ bây giờ trở đi thì mình sẽ à, tương tác với cái môi trường. Bởi vì mình đã có quyền đúng không? Mình có những cái quyền quy định trong cái nhóm Developer Group. Rồi. À, nó có một cái vấn đề ở đây là cái sự thay đổi lần này của Amazon thì nó không cho phép chúng ta tạo ra Access Key tại thời điểm tạo user. À, thông thường thì chúng ta nên cấp cho họ cái quyền vô console thôi. Còn nếu như cái anh dev đó muốn tương tác với các cái resource bằng cách dõi, gõ, gõ lệnh á thì tự bản thân ăn đó phải vô trong IAM và phát hành access key yeah. à. mình sẽ vô cái phần à... các bạn đợi mình xíu mình vô cái phần my security credential đi và mình sẽ phát hành cái access key cho anh dev này yeah. à, IEM credential này có commit này à, có phần multi FA các bạn có thể assign nhé mình có một video hướng dẫn về cách assign FA device rồi access key chưa có đúng không chúng ta sẽ tạo một cái access key À, mình sẽ chọn là Coma line Interface yeah. rồi. À, Và mình nhấn vào tôi hiểu được khi mà sử dụng asset key nó sẽ có những cái rủi ro right? yeah. Một số cái rủi ro à, Liên quan đến việc chúng ta bảo quản cái key không tốt, chúng ta bị lộ chẳng hạn như vậy yeah. rồi ta nhấn Next à, direction ví dụ như là Linh yeah. Rồi, mình nhấn tạo asset key à, Có vẻ như cái quyền mình cấp cho cái anh developer này nó chưa đủ để chúng ta có thể tạo asset key nha các bạn Vậy thì mình phải à, chờ một chút mình sẽ mình sẽ cấp thêm quyền cho cái anh developer này các quyền có tạo access key được nha Trước khác là mình sẽ Google xem là chúng ta cần cấp cái quyền gì cho anh user này thì anh ta có thể tự quản lý password và cấp access key của chính anh ta nhé. Thì chúng ta sẽ vô Google và search một cái keyword đó là permission to allow create access key được chưa? Và chúng ta có cái link này. Khi mở ra thì mình thấy là Amazon họ có đưa sẵn một cái policy. À cho phép chúng ta có thể thực hiện một số hành động cơ bản như là change password này. Và có điều kiện là của chính user anh ta thôi, tạo set key lấy set key này, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ copy policy này. Và mình sẽ quay qua cái cái group hồi nãy nha các bạn. Để gỡ policy này ra. Rồi, mình sẽ À, vô cái permission của cái group có tên là developer group này, mình sẽ add thêm một cái inline policy nhé. Trong inline policy này, mình qua cái tab JSON và mình thả cái chuỗi JSON vừa mới copy trên mạng vô. vào đi. Rồi, chúng ta nhấn review policy thôi. Và đặt tên là allow user to share, who... code, password, and access key. Rồi, ta đặt đơn giản như vậy thôi. Tạo policy sau khi tạo policy này xong chúng ta gắn một group rồi thì chúng ta expect là bây giờ anh user này có thể tự phát hành cái access key của chính mình được chưa à, chúng ta sẽ quay lại cái phần security so đi lăn xuống access key và nhấn tạo access key chọn command line interface chưa? À, chúng ta hiểu được cái rủi ro của nó chúng ta nhấn tôi đã hiểu rồi chúng ta nhấn next và chọn direction là à, lên rồi chúng ta nhấn tạo access key và nó đang màu xanh đúng không À, thiếu requirement không sao nó bị thiếu một cái quyền liên quan đến tắt resort thôi yeah. rồi chúng ta nhấn à, các bạn có thể download csv về nhé đặt tên ví dụ như asset key rồi và mình sử dụng cái key này bình thường thôi bây giờ mình sẽ dùng cái key này thì mình cấu hình một cái comment line cho phay nha này để mình xíu rồi chúng ta có asset key rồi nhé mình sẽ gõ lệnh nha rồi access key các bạn điền vào mình mình chọn thêm cái cái, cái phần trừ trừ profile vì mình không muốn override cái profile sẵn có của máy tính của mình nha có một cái profile khác nó tồn tại rồi tình mình chọn là ví dụ ap đây singapore nhé rồi json ok nhé bây giờ mình sẽ gõ một cái lệnh ví dụ avs s3ls trừ trừ profile sử dụng profile của anh dev01 này thấy có nhiều buckets đúng không? Chúng ta có thể gõ một cái lệnh tương đương với lệnh who am I trong Linux đó là à, avkfs identity thêm trừ trừ profile vô thì chúng ta sẽ biết được xem là à, chúng ta đang dùng cái profile này với u, tư cách là user nào thì nó ra là chúng ta đang dùng profile với tư cách là user developer 01 được chưa rồi ok anh em nha à, và với cái setting như vậy thì chúng ta đã có thể tạo được một user và cho phép user đó có thể tự quản lý username password cũng như là tạo set key cho chính mình. Và anh em lưu ý, từ cái update gần đây thì Amazon đã không cho phép chúng ta tạo set key ngay tại thời điểm tạo user như ngày xưa nữa rồi nha. Anh em lưu ý điều đó nha. Rồi, chào mọi người rất nhiều, nhớ subscribe để đón chờ những video tiếp theo của mình nha.